Xót xa, nó khóc vì biết ngày nay là hạn cuối, có cần thiết phải ăn tươi đến mức như này không? Biết là ca phải ai cũng có quan điểm như mình, nhưng vấn đề giết thịt động vật làm thực phẩm đôi khi có những khía cạnh nó chạm đến trái tim của nhiều người. Nhất là những loài vật sinh ra versus sứ mệnh làm bạn và giúp đỡ con người như chó, mèo, ngựa, trâu. Mình đang ăn uống chế độ thanh lọc chủ yếu là ngũ cốc, yến mạch, rau củ quả, trái cây tươi. Bản thân mình không ham hố ăn thịt, cố gắng tiết chế nhiều nhất có thể. Vừa xuất phát từ tâm muốn hạn chế sát sinh và vừa cảm thấy cũng ca ngon lành gì đối với versus mình. Trước khi ăn chúng nhớ đến gương mặt buồn so, thiểu não liệu có nuốt chua không ạ? Vì cảm xúc và biểu hiện của chúng có thể nhìn thấy, cảm nhận đê xề mà con người vẫn nỡ xuống tay. Ám ảnh lắm. Nếu có thể xin hãy ăn chay, được ngày nào thì giúp ích cho muốn chúng sinh được an lành bớt ngày nấy nha các bạn. Claire, Lê Minh Diệp. Ha ha ha, 问什么的说